Cái gì? À, cái cửa hàng như cũng cũng hết rồi đúng không? Ờ, vừa đúng hết, À, vừa đúng 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 hết một tháng, đã vậy nhẹ sạc tháng tháng nếu mà bà vẫn đọc sáng mai phải đóng, không có thôi à. nghỉ. Cái các bạn cứ hôm nay thức thứ sáu, thức thứ sáu là nó là với mà nó gom lại một thức thôi, thức thứ sáu của Nhiều nay bác cái này nó bị hư hay sao hay không có nó cứ chênh chênh nó trên đây, mình không siết lại thôi, này siết chặt lại này. Ồ, cái này mình siết, cái này nó đi động kệ, còn cái dưới này nè, siết này này đó cứng luôn. thì Siết nó này may mắn méo thì nó ở mình trên trên nó mới về cái mình cái ở này nó thì mình lật nghiêng cái này, cái này nó lật này nè, rồi. nó dao động bộ ba hướng lần theo nó lung lơ đúng, siết lại nó cứng luôn này, còn cái này nó lung lơ được, cái này nó bằng điện ví dụ chuyển động cho nó phải nhẹ thì nhẹ. Giờ cái bài thứ về bắt động cẩm thứ sáu, bắt động cẩm sáu là cái kinh kinh sung mạch, phải khi khi nói thì phải thuộc cái kinh kinh, bởi vì mình không có được kinh thì mình không bao giờ được lập được kinh, nó ngó khi mỗi lần ví dụ tập thức thứ sáu phải treo cái hình thứ sáu lên, âm duy dương duy rồi này là ba là bốn năm thứ là sáu này là sung. Nó khi khi mà nó bị sung rồi mình phải treo này, mình khi tập bài thức sáu phải ngó, thì ngó hoài nhìn để tập, không tập liền tập mà hay dịch thứ sáu khi mở là ngó tập, không ngó thì nữa không biết cái này. Người ta nói bệnh theo kinh là nó hiện trên đường kinh, những cái đau đớn nó nằm theo cái đường kinh, mà nó theo đường kinh thì tập bài này nó hết giải đó, nên ra mình thích coi cái hình cái nó mà nằm sung nó có cái hình này thật khí nó nằm đây mà nó hai bên nó phải bên này cũng có nữa, lên đây vô đây nó đi bên này, lên đây nó mọc này lên mặt này, không phải một cái đi cả hai bên nhưng mà có thức thứ sáu á, cái khí này thấy không, khí ở đây nè, tới đây là mình chồm ở thấp, khí từ đây này chồm ở cao, khí từ đây này là chồm trên cao, là với phần cao nhất trong cái bài thể dục kỳ kinh với đồ. Thì cái này cái với hôm đó mình tập với nhập là một, nên cái bài thể dục kinh với hậu xuống cái với thì bắt với thì ngửa, bây giờ không thể hiện cái đó nhập là một, thành ra cái người không hiểu là không tìm ra, nó vô nó không cho biết cái đó, thì vô nó tập vậy đứng này. Cái này nó hơ ở ngoài kinh lạc đó, nó hơ ngoài một cha hoặc là sao đó xuống nè nó đẩy chừng nó vẫn nhón nó đẩy lên cao nhớ cái xuống đấy. Không đơn giản vậy là mà ba cái gì nó nhập lại, tức là cái bài từng cái là phải có cái ý với đúng không, với hết ga lên với thiệt xa cái đây, nếu mà mình nếu chú trọng thế nha, một thức này ý tập khoảng là 30 phút á, một bài bắt đầu cẩm là theo nguyên tắc kinh lạc là 30 phút mới xong một chu trình, 26 phút chính xác là nó Mỹ nó đo là một chu kỳ kinh lạc máu biết đi một vòng cơ thể là 26 phút, là nó đi hết 12 kinh và 8 kinh kỳ kinh, thì bài tập nào cũng phải đi, phải tập 8 thức phải đi hết 26 phút, bây giờ 8 3 lần 8 24 thì nhất có nhiều lần tác cái bài nó 6 phút lận thì cái bài này có khi 2 phút. Như cái bài số thức số 5 nó dài lắm. Nó bài số 5. Vì bài thì cái bài này nó là khi đứng được nè, chủ đứng nha. Chuẩn bị. Giờ lên vô. Đó. Ra. Này để cho nó hơi nóng ngoài da cho nó không bị stress ở cái khu tập luyện đó. Đó, nó dưới này. Đấy nó. Bắt đầu bây giờ mình giữ thân bằng và hãy đọc bài kia lên, dồn ba trong một lại luôn luôn nhón chân vậy đúng không ạ? Ừ. Đó là cái phần hai lên đây vớ ra nữa, vớ ra nữa, vớ đứng cao nhất vớ. Tức là các bạn bài này là hết bài, bài này là nhập ba thể dục kỳ kinh của bài thể dục lại nhập một mà không có cái hiện tượng chụp xuống tuôn là vậy, ngứa là mấy cái gì nó bỏ hết, bây giờ chỉ vươn thực xa đó. Người như kính cục bong ra lên cái trước đó, thì nếu tập cái kia nhiều thì anh tập về rất là lâu, anh với nó rất là xa, từ từ ra từ 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 từ
đó là cái bài thứ sáu.